Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ update lại cho các bạn về một thông tin rất là quan trọng đến từ dự án NFT của mạng Optimist Đó là dự án Motor House Thì trước đây chúng ta đã làm một cái dự án là uh, Moto Head Tức là cái mũ bảo hiểm đấy các bạn ạ Và uh, chúc mừng cho những bạn nào mà vẫn còn hold cái NFT Moto uh, Head Thì các bạn sẽ đủ điều kiện để có thể uh, mice free tức là các bạn sẽ min min free cái nft uh, motor house này nhá đấy thì các bạn có thể kết nối với cái địa chỉ mình sẽ đặt ở phần mô tả cho anh em anh em truy cập vào và kết nối với cái chợ đó là chợ uh, quy Sotic này thì nếu như các bạn uh, thấy cái nút uh, hiện thị ở đây ấy, uh, đủ điều kiện ấy thì nó sẽ hiện lên uh, như này là không đủ điều kiện này bởi vì cũng hơi tiếc là mình đã vừa bán cái nft uh, motor Head uh, cách đây mấy hôm ấy thì mình cũng bán với mức giá là 50 đô rồi. Đấy, thế nên là bây giờ những ai mà hâu cái NFT đấy thì sẽ đủ điều kiện nhé. Và tổng tổng <laughs> tổng min ấy thì nó sẽ là 2.000. Và hiện tại thì đã có gần 600 người đã min rồi. Đấy thì các bạn uh, check lại thông tin và nếu như bạn nào hâu thì các bạn vào đây để uh, min ra nhé. Và cái NFT này rất là có giá trị nhé các bạn. Các bạn có thể xem ở trên chợ... Uh, quy stochastic này, chúng ta có thể search cái từ khóa uh, motorhome. để có thể xem là cái giá trị của nó là bao nhiêu đây này. Các bạn sẽ thấy là những cái NFT nó hot này. Để tìm motorhome nhé. Đây các bạn này giá mở cửa là 0.017 ETH nhé, Đây là giá thấp nhất nhá. Đấy, giá thấp nhất là mức giá này. Còn ở đây mình thấy là người ta treo bán rất là cao, 0.1 ETH cơ. 0.05 ETH, 0.08 này. Đấy thì mình nghĩ là đây là một cái một trong những dự án cực kỳ tiềm năng và nó hứa hẹn rất là nhiều. À đây một sự đáng tiếc khi mà uh, bản thân mình đã bán cái NFT uh, Moto Head trước đấy rồi. Tuy nhiên thì những bạn nào mà vẫn đang còn hâu ấy thì các bạn vào check nhá và có thể uh, min ra cái NFT ở Moto này. Đấy. Để có thể uh, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể treo bán luôn, Còn không thì các bạn có thể hâu để chờ những cái chương trình gì active hoặc là chương trình Aerop tiếp theo đến từ những cái dự án rất là chất lượng của mạng Optimic này nhá. Ok, mình sẽ cập nhật tất cả những cái thông tin từ những cái dự án, từ những cái kèo Aerop ở trên kênh Uh, channel Telegram Thì các bạn join vào channel Telegram Cũng như là group Telegram Mình đã đặt phần mô tả nhé Để anh em có thể cập nhật được uh, Những thông tin sớm nhất Và những update mới nhất Từ những dự án AirDrop đây Những chương trình kiếm tiền Uy tín và chất lượng nhé Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ Những gì thắc mắc không hiểu Thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ giúp cho anh em Còn bây giờ Xin thân ái Chào và hẹn gặp lại